Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một bản tin rất thú vị và đặc biệt tới từ người đại diện của Reporter, đó là Lee Dong Jun. Người đại diện của Reporter có chia sẻ rằng rất cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức. Người đại diện của Reporter đã có một cuộc phỏng vấn và ông này có nói về những sự hạnh phúc, áp lực của Reporter khi mà giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 và gửi rất nhiều những lời cảm ơn đến ông Đoàn Nguyên Đức, một người đã cực kỳ quan trọng với bóng đá Việt Nam. Và bản tin ngày hôm nay là khá dài, cho nên hy vọng rằng quý vị và bạn hãy cố gắng để lắng lại nghe hết bản tin ngày hôm nay của Tổng đài nhé. Vâng, kính thưa quý vị, khi được hỏi rằng là anh Lee Dong Jun một buổi tối ở Việt Nam vô địch SEA Games 31 thì cảm xúc của anh như thế nào khi mà có mặt tại sân Mỹ Đình, thì người đại diện của Reporter có chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Tôi cũng không biết tả làm sao với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong thời điểm ấy. Tôi không thể nhớ hết được. Thế nhưng cảm xúc ấy diễn ra ngắn thôi. Tôi còn phải suy nghĩ những bước tiếp theo cùng Reporter và cùng với đội tuyển nữa." Và ngay sau trận đấu thì một thành viên của bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới gặp tôi và nói rằng: "Cảm ơn anh đã mang đến một huấn luyện viên tuyệt vời, vĩ đại nhất." Và chính điều đó đã mang đến cho tôi thực sự rất nhiều những sự hạnh phúc. Và khi được hỏi rằng sau khi mà Việt Nam thắng Thái Lan và giành chức vô địch, huấn luyện viên Reporter nói bị stress nặng trước trận chung kết, ông Park có chia sẻ gì với anh với áp lực là hay không, thì Lee Dong Jun có nói rằng: "Ông Park chia sẻ tất cả với tôi về những áp lực và những lo lắng. Đây là lý do tôi chỉ vui trong một phút giây ngắn ngủi thôi. Sau đó thì tiếp tục lại phải cùng ông Park suy nghĩ về những bước tiếp theo. Tất nhiên là tôi chia sẻ với ông Park tất cả những cảm xúc hạnh phúc trong thời điểm đó là giành được tấm huy chương vàng." Và được hỏi rằng ở một góc độ người Việt Nam yêu bóng đá, tôi phải nói rằng xin cảm ơn anh Lee và Reporter. Bởi đã gần 5 năm qua thì bóng đá Việt Nam đã liên tiếp có những thành công và người hâm mộ cả nước được vui sướng. Anh có thấy rằng ông Park hạnh phúc kể từ khi mà làm việc tại bóng đá Việt Nam không? Thì Lee Dong Jun có thẳng thắn thừa nhận rằng ông Park thực sự là rất hạnh phúc và hài lòng với thời gian làm việc ở Việt Nam. Ông ấy luôn luôn cố gắng nhiều hơn mỗi ngày và đây là lý do tạo ra thành công liên tiếp, nối tiếp những thành công. Được hỏi rằng từng có những hoài nghi từ dư luận lẫn người hâm mộ khi mà thấy Park đến Việt Nam, không nhiều người tin rằng ông ấy có thể tạo ra một phép màu dành cho bóng đá Việt Nam như vậy. Mà lúc đó anh có tin rằng ông ấy có thành công được như hiện tại không? Lee Dong Jun còn nói rằng: "Ở thời điểm đầu tiên thì tôi không tưởng tượng được rằng ông Park lại thành công đến được như thế này đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng ông Park là người phù hợp nhất với đội tuyển Việt Nam thôi. Lúc nào ông Park cũng gặp rất nhiều áp lực, kể cả những trận đấu nhỏ thì ông ấy cũng luôn luôn cảm thấy áp lực. Áp lực phải giành những chiến thắng." Tiếp đó thì Lee Dong Jun có nói rằng: "Áp lực đến từ mọi nơi. Ông Park là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia, cho nên đã phải xây dựng hình ảnh rất đẹp ở Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó là ông ấy có nhiều người hâm mộ tại Việt Nam và tại Hàn Quốc. Họ cũng muốn theo dõi màn trình diễn của Việt Nam. Và ở vị trí của ông Park thì áp lực là tương tự nhau thôi." Và khi được hỏi rằng thành công luôn song hành với những sự đánh đổi, ông Park đã thành công rất lớn, ngược lại bản thân ông ấy đánh đổi những cái gì? Thì người đại diện của ông Pauser còn nói rằng: "Được và mất. Cái mất thì tôi không thể nói được, và chỉ có ông Park mới hiểu rõ những gì đã mất thôi. Còn về những chuyện được những gì thì đương nhiên là nhiều điều mọi người vẫn hay nói đó là tiền bạc, đó là danh tiếng, là thành công cùng rất nhiều thứ khác nữa. Thế nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đó là tình cảm, sự yêu thương của người hâm mộ Việt Nam và có được sự tôn trọng của bóng đá Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng đó mới là điều quan trọng nhất với ông Park hiện nay." Và hỏi rằng theo ông thì ông Park là người có một tính cách như thế nào? Ở trong cuộc sống bình thường thì Lee Dong Jun có nói rằng ông Park luôn yêu quý tất cả những mọi người xung quanh, rất yêu thương những cầu thủ, giống như người cha yêu thương những đứa con vậy. Và được hỏi, tôi có thể khẳng định rằng là người hâm mộ Việt Nam rất yêu mến và trân trọng sự đóng góp của Reporter. Ai cũng muốn ông Park gắn bó lâu dài. Thế nhưng ông ấy nói rằng không ai có thể làm mãi mãi được, tức là đến một thời điểm phải dừng lại. Thì anh Lee Dong Jun, người đại diện của Reporter, có dự định nào cho tương lai của Reporter hay không? Thì ông có nói rằng: "Xin lỗi, tôi không thể nói được về điều đó." Và câu chuyện chia sẻ về bố Đức khi được hỏi rằng ngày xưa anh Lee Dong Jun từng đưa những tiền vệ như Xuân Trường sang Hàn Quốc, bố Đức đã xuất ngoại cho một lúc ba cầu thủ gồm có Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường, là anh nghĩ như thế nào về cách làm bóng đá của bố Đức? Thì Lee Dong Jun có nói rằng phải làm nữa chứ, phải làm như thế nữa, và cầu thủ cần phải ra nước ngoài nhiều hơn ở trong tương lai. Đó là một tư tưởng đúng. Người hâm mộ Việt Nam đều biết đến ông Đoàn Nguyên Đức và Reporter cùng anh có một mối thân thiết trong cái việc bóng đá. Vậy tình cảm của anh và ông Park dành cho ông Bầu Đức là như thế nào? Thì Lee Dong Jun còn nói rằng không chỉ có Reporter đâu mà bản thân của tôi cũng rất tôn trọng và đặc biệt rất yêu quý ông Đoàn Nguyên Đức. Vì ông ấy là một người đặc biệt với ông Park, rất đặc biệt. Tôi rất tôn trọng con người bóng đá mà ông ấy làm, và đó là cách làm đã thay đổi bóng đá Việt Nam.
một tư tưởng mới, sự cố gắng và sự cống hiến của ông Đoàn Nguyên Đức cho bóng đá Việt Nam khiến cho tôi rất tôn trọng. Và đối với tôi, nếu không có ông Đoàn Nguyên Đức thì nhiều khả năng là bóng đá Việt Nam sẽ không thể giành được cái thành tích cao như thế này. Và đối với tôi thì ông Đức là một người tiên phong của bóng đá Việt Nam. Ông Đức tạo ra xu hướng mới mà những đội bóng Việt Nam đã đi theo. Từ đó thì đã có những thành công. Và đó là quan điểm của tôi. Tôi rất mong rằng là có sẽ có thêm rất nhiều những ông Đoàn Nguyên Đức nữa. Nhiều người làm được như ông Đoàn Nguyên Đức. Và khi được hỏi rằng là tôi tò mò rằng quãng thời gian vừa qua thì ông Đoàn Nguyên Đức có hỗ trợ cho Van Persie nhiều hay không? Ý của tôi là bố Đức có giúp đỡ cho Park làm tốt hơn ở góc độ của một người rất yêu và mong muốn Việt Nam bóng đá phát triển hay không? Thì ông Lee Dong-jun có nói rằng ông Đoàn Nguyên Đức và Van Persie rất tôn trọng nhau. Ông Đoàn Nguyên Đức là một người cực kỳ quan trọng với bóng đá Việt Nam. Mà chỉ có một điều mà tôi nói được, rất cảm ơn và rất tôn trọng những gì mà ông Đoàn Nguyên Đức đã làm. Mà khi được hỏi rằng dõi theo bóng đá Việt Nam rất lâu và trong vai trò là người đại diện cầu thủ, anh nghĩ có bao nhiêu cầu thủ Việt Nam đủ sức để ra nước ngoài thi đấu thì anh có nói rằng: đầu tiên tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một góc nhìn nhận khác nhau. Với cá nhân tôi thì rất nhiều cầu thủ Việt Nam có tiềm năng để ra nước ngoài thi đấu. Tôi đánh giá cao ở trên cả thị trường Đông Nam Á nói chung, cầu thủ Việt Nam có tiềm năng rất cao so với Indonesia hay là Malaysia. Vấn đề là nhiều câu lạc bộ Việt Nam không dễ dàng để cho những cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu. Tôi có thể so sánh với Hàn Quốc chẳng hạn. Ví dụ một cầu thủ có giá là 1 triệu euro thì câu lạc bộ châu Âu trả 100.000 thôi. Đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng để cầu thủ sang châu Âu chơi bóng. Và lý do là cầu thủ được học hỏi, được phát triển. Ngược lại thì các câu lạc bộ tại Việt Nam thì lại không làm như vậy. Tôi thấy nhiều vấn đề và thường không cho phép những cầu thủ đi nước ngoài. Ví dụ như trường hợp của cầu thủ Hoàng Đức thì tôi nghĩ rằng bạn ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc lẫn châu Âu. Nhưng vấn đề là Viettel lại không muốn để bạn ấy ra đi. Và lý do vì sao? Vì Viettel coi bạn ấy là trung tâm, là cầu thủ sáng giá nhất. Và quan điểm cá nhân của tôi và cách làm nhận bóng đá thấy rằng là bóng đá Hàn Quốc hiện nay khi phát triển bóng đá là cho cả nền bóng đá quốc gia chứ không phải cho bất cứ một câu lạc bộ nào cả. Tôi nghĩ rằng Viettel nên để cho Hoàng Đức ra đi để cậu ấy có thể ra nước ngoài. Tại sao? Hoàng Đức sang nước ngoài chơi bóng thì những cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ sẽ có cơ hội phát triển. Và sau đó thì những cầu thủ trẻ lại có tiếp tục có những cơ hội ra nước ngoài chơi bóng. Và mọi thứ cứ diễn ra liên tục như vậy thì bóng đá Việt Nam mới phát triển tốt thôi. Mà khi được hỏi rằng những cầu thủ không được xuất ngoại có phải là giới hạn của bóng đá Việt Nam không? Thì Lee Dong-jun có nói rằng chúng ta có thể nhìn thẳng vào đội tuyển quốc gia Việt Nam, hay U23 rồi đội tuyển quốc gia nữa. Tất cả những cầu thủ đều chơi bóng ở trong nước. Và nếu như thế thì họ sẽ không thể phát triển được nữa. Mặt bằng chung thì đến một giới hạn nào đấy thôi. Tôi lấy ví dụ Malaysia. Họ đã có một dự án là đến năm 2030 dự World Cup. Họ làm hai điều, đó là nhập tịch cầu thủ và xuất ngoại cầu thủ. Thế nhưng vấn đề của Malaysia là cầu thủ của họ chưa đủ giỏi để mà xuất ngoại. Trong khi đó thì những cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể xuất ngoại. Vậy tại sao không để cho những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu? Và vừa qua thì Việt Nam đã vô địch SEA Games và mọi người cũng rất hạnh phúc. Tôi đánh giá rằng giải đấu rất quan trọng, thế nhưng ngoài SEA Games ra thì còn rất nhiều những sân chơi quan trọng hơn. Cầu thủ Việt Nam phải ra xa hơn SEA Games khi mà chỉ ở khu vực thôi và đạt được tầm châu Á là phải làm tốt hơn để bóng đá Việt Nam phát triển. Và được hỏi rằng Quang Hải là cầu thủ Việt Nam đang muốn xuất ngoại thì trong tư thế là một người đại diện cho rất nhiều cầu thủ thì anh thấy rằng là Quang Hải đi đâu là phù hợp nhất. Thì anh có nói rằng tôi không thể nói chắc chắn là Quang Hải phù hợp ở nơi nào vì cậu ấy chưa bao giờ thử nước mình ở các môi trường nào khác ngoài Việt Nam cả. Tôi ví dụ Quang Hải gặp huấn luyện viên phù hợp thì có thể thành công, là một cầu thủ giỏi. Thế nhưng cậu ấy chưa ra nước ngoài cho nên rất là khó nói. Tôi nghĩ rằng Quang Hải sang Hàn Quốc hay Nhật Bản thì có thể thành công hoặc cũng có thể là không. Vì tôi có một cơ sở dữ liệu tại Hàn Quốc và Nhật Bản thì tính toán được cầu thủ có khả năng ở nơi nào. Thế nhưng Việt Nam chưa có dữ liệu để đánh giá về những cầu thủ. Tôi không nghĩ rằng là ngoại ngữ sẽ quyết định thành công của một cầu thủ. Đó chỉ là điều cần thiết để cầu thủ khi mà ra nước ngoài thi đấu. Cầu thủ có thể không nói giỏi ngoại ngữ nhưng cần có những sự trang bị. Mà theo tôi, hai điều quan trọng nhất đó là tâm lý và chính là khả năng của những cầu thủ. Tôi muốn nói thêm rằng là huấn luyện viên không chỉ dạy cho những cầu thủ về mặt chiến thuật mà còn dạy về văn hóa và rất nhiều mặt khác nữa ở trong cuộc sống. Một ví dụ điển hình đó là nhiều cầu thủ Hàn Quốc từng thi đấu chạy tại châu Âu, sau đó trở về dạy cho những cầu thủ trẻ và những điều mà họ tích lũy được tại châu Âu. Mọi thứ cứ xoay vòng như vậy và văn hóa bóng đá Hàn Quốc càng được cải thiện và phát triển về sau. Và tôi nghĩ rằng đó là điều rất cần dành cho bóng đá Việt Nam. Hãy cứ xuất ngoại đi và bóng đá Việt Nam sẽ phát triển mà thôi. Đó là những gì mà người đại diện của Reporter, ông Lee Dong-jun có chia sẻ. Mà tôi nghĩ rằng đó thực sự là những chia sẻ quá tâm huyết, thật sự tuyệt vời. Chúng tôi đọc được, chúng tôi thấy thực sự là mãn nguyện.
và hy vọng rằng là những chia sẻ rất thật đó thì bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ phát triển hơn nữa, nhiều cầu thủ tài năng được ra nước ngoài, và đặc biệt cũng xin gửi lời cảm ơn tới Boruc thêm một lần nữa. Ông thực sự là một ông bầu quá tuyệt vời. Rất mong rằng bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có thêm những ông bầu như vậy để chúng ta, bóng đá Việt Nam sẽ còn hướng đến tương lai tươi sáng hơn nữa. Và tới đây thì bản tin của Tổ bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổ bóng đá.